Thân mến, chào mừng các bạn tiếp tục trở lại kênh học tiếng Anh miễn phí cùng Mr. Long Linh. Hôm nay chúng ta sẽ vào phần cuối cùng của unit 15 các bạn nhé. Đó là phần Language Focus. Đây, cái phần Language Focus của ngày hôm nay rất là hay. Và đương nhiên phần phát âm mình cũng không đề cập nữa. Phần phát âm mình cũng đã nói nhiều với các bạn ở các phần luyện nói và luyện nghe rồi. Chúng ta tập trung cái ngữ pháp, hai cái chủ đề ngữ pháp rất hấp dẫn của tiếng Anh. Đó là could và to be able to, và dạng câu hỏi đuôi. Rồi chúng ta sẽ đi vào cụ thể. Các bạn cũng sẽ gặp những cái video chuyên sâu về ngữ pháp của mình trong cái ngữ pháp tiếng Anh phổ thông á. Các bạn sẽ đón xem các bạn nhé. Và sẽ có những cái về to be able to cũng như là could và câu hỏi đuôi. Chắc chắn mình sẽ làm rất là nhiều những cái nội dung đó. Và các bạn trong cái phạm vi của cái bài hôm nay á, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách dễ dàng hiểu nhất giữa dùng could và to be able to. Đây là hai cái rất dễ dẫn lẫn lộn, bởi vì could hay là can hay là to be able to này nè các bạn nè, nó đều có nghĩa là có thể cả. Chúng ta đều có hiểu nghĩa là có thể cả. À, cái này là không thể, còn nếu bên này là not to be able to cũng là không thể, nếu đây là có thể. Như vậy là could cũng như là could và to be able to này là chúng nó đều có nghĩa có thể. Vậy thì khi chúng ta dùng, chúng ta có dễ lẫn lộn không? Đương nhiên rất dễ lẫn lộn, cho nên người ta mới đưa mình vô một cái nội dung học chung của hai cái cụm từ này. Bây giờ các bạn xem người ta ví dụ và mình sẽ ví dụ, sau đó mình sẽ giảng giải cho các bạn phân biệt được cách dùng của hai cái này. Đây, ông nội ông của tôi thì rất là thành, là một người đàn ông rất thông minh. Ông ấy có thể nói 5 ngôn ngữ. Đây là ví dụ người ta dùng với could. Các bạn để ý nha. Ông ta có thể nói 5 ngôn ngữ. Rồi, ok. Tôi nhìn khắp mọi nơi để kiếm cuốn sách nhưng tôi không thể tìm thấy nó. Đấy là ví dụ thứ hai, cũng dùng could nha, đương nhiên phủ định là not thêm. Câu thứ ba, họ không muốn đi đến với chúng tôi. Họ không muốn đi đến với chúng tôi. Đầu tiên này, at first là thoạt đầu tiên. Lần đầu họ không muốn đi đến với chúng tôi, nhưng chúng tôi có khả năng, đây, to be able to này, có khả năng thuyết phục họ. Chúng tôi có khả năng thuyết phục họ. Vậy thì chỗ này người ta không dùng could mà người ta dùng to be able to cộng với một động từ. À, vậy các bạn đã nhận ra một điều gì ngờ ngợ gì, điều gì chưa? Vẫn chưa đúng không? Nếu chưa mình sẽ lý giải này. Could đương nhiên nó sẽ khác biệt nhiều lắm, nhưng trong phạm vi của bài học hôm nay chúng tôi chỉ nói một ý rất quan trọng thôi, là nó khác một chỗ này. Could là khả năng nói chung chung trong những trạng thái tổng thể, nhưng cái to be able to này á, cộng với một động từ là nói một dạng cụ thể hơn. Đó, các bạn để ý này, nó cụ thể đặc biệt hơn và thường đối lập với cái vế còn lại. Và đương nhiên could là được phép hay là có thể chung chung, còn cái to be able to là cụ thể và hơi đặc biệt hơn một tí. Đó các bạn nha. Như vậy là chúng ta thấy là cái could mà đương nhiên nó phổ biến hơn nhiều rồi, đương nhiên rồi. Vậy thì chúng ta thấy này, chỗ này á là mặc dù chúng tôi biết rằng họ không thích đi với chúng tôi, họ không muốn đi với chúng tôi, nhưng chúng tôi có khả năng để thuyết phục họ trong một hoàn cảnh cụ thể. Còn cái chỗ này, ông nội tôi có thể nói 5 ngôn ngữ khác nhau, nên là một cái khả năng chung chung như vậy. Nếu các bạn vẫn chưa hình dung, mình sẽ cho các bạn một cái ví dụ nữa thì các bạn sẽ chắc chắn các bạn nắm luôn này. Đây nha, một cái là could và một cái to be able to cho các bạn này là các bạn ok luôn. Và trước khi chúng ta vào làm bài tập thì các bạn sẽ không bao giờ lộn nữa. Tuấn là một vận động viên chơi cầu lông rất là xuất sắc, được chưa? Anh ta có thể đánh bại mọi đối thủ. Đây, ta dùng could nha. Anh ta có thể đánh bại mọi đối thủ là nó chung chung, khả năng đánh bại mọi đối thủ của ta. Nhưng một lần anh ta đã chơi một trận đấu rất là khó khăn để chống lại bạn Hùng. Bạn Hùng chơi rất tốt, nhưng cuối cùng bạn Tuấn vẫn xoay sở, vẫn có khả năng đánh bại bạn Hùng anh ta. Như vậy cái chỗ này các bạn thấy không? Trong một cái khả năng này á, có khả năng này là trong một trạng thái cụ thể. Đó các bạn thấy chưa? Trên này là khả năng chung chung là anh ta đánh bại, anh ta có thể đánh bại bất cứ một đối thủ này, thì dưới này anh ta có thể đánh bại bạn Hùng trong trận đấu đó, trong trận đấu khó khăn đó. Như vậy rõ ràng ở một trạng thái cụ thể nhất định, các bạn thấy chưa? Rất dễ. Nó có, mặc dù ranh giới của nó rất là mong manh, nhưng nó cũng rất là dễ để chúng ta phát hiện, để chúng ta làm. Nhớ các bạn nha, to be này, able to này, các bạn thấy chưa? Rồi, vậy thì với những ví dụ của mình như vậy rồi, thì bây giờ mình hướng dẫn các bạn đi vào giải quyết từng câu một nè. Đây, bây giờ chúng ta làm bài tập số 1 cũng là giải quyết câu 1 luôn các bạn nha. Laura bị đau ở chân và sao các bạn? Và đương nhiên không thể đi bộ tốt. Và đương nhiên không thể đi bộ được tốt là chỗ này chúng ta dùng to be able to là hay hơn, bởi vì chỗ này là trường hợp cụ thể là bạn đã đau chân rồi,
đúng chưa bạn? Rồi, to be able to chỗ này rất là hay. Và đương nhiên chỗ này là động từ rồi, đúng không nào? Vậy thì chỗ này là and was, được chưa? Was version luôn hay là were not cũng được các bạn nhá. Chỗ này chưa ngắn quá. Wasn't able to, able to. Rồi cộng với động từ này. Ok. Rồi câu 2 này. Bạn Sue không có ở nhà khi tôi gọi điện, nhưng tôi có thể liên lạc với bạn ấy ở văn phòng bạn. Tiếp tục một trường hợp cụ thể nữa. I was, đó, cứ thế mà ta làm thôi. I was able to, to, rồi liên lạc với cô ấy tại văn phòng. Đó, trường hợp cụ thể nữa. Rồi, tôi trong gì các bạn? Rất cái gì? Tôi nhìn một cách rất cẩn thận đúng không? Tôi nhìn một cách rất cẩn thận và sao các bạn? Và có thể nhìn một con số từ đường xa. À, có phải là tôi nhìn thì rất là cẩn thận và tôi có thể nhìn một con số từ đường xa. Đây là một khả năng chung của chúng ta. Good. Đó, vậy thôi. Ok. Tôi muốn mua một vài quả cà chua. Tôi muốn mua một vài quả cà chua được chưa? Nhưng tại cái cửa hàng đầu tiên khi tôi đến là chẳng có quả nào. Nhưng tôi có thể mua một ít quả ở trường cây shop tiếp theo. Một cái khả năng cụ thể tiếp theo. To be able to tiếp. Nhớ là quá khứ nha. Tất cả những cái này là đều quá khứ này. Chúng ta viết quá khứ rồi. Was able to. Đó các bạn nha. Rất dễ rồi thôi. Vậy thôi, không có gì cả. Câu 5 này các bạn này. Ông bà nội của tôi thì sao? Rất yêu âm nhạc. Cô ấy sao? Cô ấy có thể chơi đàn piano rất tốt đúng không? Đây là trường hợp cô ta có cái khả năng chung. Đó. Vậy thôi. Đó. Vậy thôi các bạn. Cứ chung như vậy là ta làm. Vậy thôi. Tôi đã quên mang theo camera của tôi. Vì vậy tôi không thể chụp được bức ảnh nào trong trường hợp này cụ thể đúng không? Was then able to. Tôi viết chữ hơi xấu các bạn nha. Chỗ này nó ghi nó để ngắn quá. Rồi, như vậy là rõ ràng, rất là dễ hiểu thôi các bạn. Đâu có gì khó hiểu đâu các bạn. Rồi, như vậy là chúng ta cũng đã kết thúc cái bài tập số 1 là to be able to chỗ này. Thì cái bài tập số 1 này á, thì để ý là liên quan đến dùng could và to be able to. Và sau này các bạn sẽ gặp lại rất nhiều. Tôi sẽ quay lại nhiều video liên quan đến những cái chủ điểm ngữ pháp rất hay này ở những video tiếp theo. Chứ trong phạm vi bài tập này thì tôi chỉ dừng lại chỗ đây thôi các bạn nha. Rồi, hẹn các bạn ở video tiếp theo để chúng ta tiếp tục nghiên cứu yếu tố ngữ pháp về câu hỏi đuôi trong tiếng Anh. Và cũng là kết thúc của unit 15 luôn. Hẹn các bạn vài phút nữa trước khi chúng ta đến cái unit vườn cái video cuối cùng. Và cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và xem video này. Và chúc các bạn một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Và chào tạm biệt các bạn. Và hẹn các bạn 5 phút nữa nha. Chúng ta vào bài tập số 2. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu vào bài tập số 2.